Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta đang đến với một cái em dragon. Đó là Electron. Wow, rất là đẹp và dễ thương. Con này là hệ điện luôn và mình sẽ đặt tên cho nó là nó giống như có một Pokemon như Pikachu vậy các bạn à. Phóng điện rất là ghê gớm luôn này. Cho các bạn xem là hiệu ứng rất là đặc biệt đến từ chú ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đặt tên cho chú ấy tên là gì ta? Pikachu đi, Pikachu. Ok. Anh ta nhỏ cũng rất là khoái coi cái bộ phim hoạt hình, người ta gọi là Pikachu là không phải hay kêu là Pikachu, nhưng mà cái tên của phim hoạt hình đó người ta gọi là cái gì, Pokemon hay là vườn thú thì anh quên mất tiêu rồi, gọi là hồi nhỏ xíu coi lớn rồi chả nhớ nói. Và chúng ta sẽ cùng nhau cho chú ấy lên level 15 nha. Hiện tại thức ăn của anh ta còn có ít hả, không có nhiều. Rồi cho nó lên đây là được rồi hen. 16 đi. Wow. Pikachu. Pikachu Pokemon. Pokemon. À, rất là dễ thương luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mang con baby này đi ghẹo chọc cho vui. À, mình đi mua ít thức ăn đó đã. 20m đi. Thu hoạch thức ăn để mà có kinh phí mà đi mua thức ăn nữa. À, và hiện tại đang có cái adventure này cũng rất là thú vị đây cả nhà. 1000 mấy rồi à. Hai tay được một mảnh luôn á. Ghê chưa? Trong khoảng một thời gian rất là ngắn ngủi mà chúng ta tìm được một mảnh rất là cay cú và khó khăn. Tập trước là anh làm với cái con lò sưởi rồng, tập này anh sẽ thay đổi chút xíu. Level 16 vẫn là Pokemon. Hai anh ta thì không có nhiều rồng cho lắm. Wow. Đi kiếm một cái bé nào coi. Đây rồi, Pikachu. Na na na. À, hiệu ứng rất là đẹp. Từ Ruby và khủng long bạo chúa luôn. Wow, chúng ta mới có level 72 thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi quậy nào. Ui, mới giờ đã bắt gặp được một cái anh bạn người ta gọi là lưỡi đao phán xét. Và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh HNT Channel và nhớ mở thông báo hình cái chuông ở bên nút đăng ký lên, thì khi mà HNT ra video hay là stream thì các bạn sẽ được nhận thông báo và chơi bên trò vui. Wow, và đừng quên like và chia sẻ video qua Facebook ủng hộ mình nha. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ... Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái em Ruby và cái tuyệt chiêu rất là bá đạo như hạt gạo luôn. Ấy, gắt nhỉ. À, Pikachu phóng điện xíu nào. Để xem cho ấy thử cái khả năng phóng điện nha. Ô, nó dồn nguyên một cái cục điện chà bá lửa vào mặt đó Phương. Rất là ghê gớm luôn. 30.000 lượng sát thương khổng lồ đến từ cái anh bạn gọi là khủng long. Na na na. Bây giờ đến với chiêu ninja sát nha. Action. Wow, bây giờ chúng ta cùng nhau quậy phá tiếp nào. Để chống cự lại cái em Heroic này thì nhất luôn. Quá tuyệt vời. Bây giờ nói một cái điều rất là thú vị, đó chính là chúng ta vừa có được một cái em này. Mà cái em này Hunter rất là kết nó luôn ấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ kiếm một cái em khác để review. Quả banh thép. Không biết là quả banh thép đi quậy những anh bạn Heroic không biết là cầm cự nổi không. Anh đây hay gọi nó là con rồng bánh đa, vì giống như cuộn như chép banh và người ta gọi là đá banh đấy. Nico Rubin. Đặt cái tên khá là hấp dẫn và thú vị nha. Rồi, ghẹo chọc một cái nhẹ nhẹ xem. 21k. Trong khi chúng ta chỉ có một em thôi. Trận chiến đang diễn ra gay gắt và dường như là quả banh thép phải tắt thở rồi. Không ổn các bạn ơi. Monkey. Monkey giống như con khỉ à. Nhớ không làm là chữ monkey tiếng Anh là con khỉ ấy. Wow, và bây giờ để ghẹo chọc cho vui nha. Xuống sát liền khi chúng ta đang level 40. Nhưng mà chúng ta không được đam với cái em này rồi.
âm làm sao lên nổi tới 54k đây man. Gọi là gồng tét chuột luôn mới ra được hơn 50. Đam lên được 51 điểm. Là phải hy sinh một viên game để gọi là vượt qua được cái khó khăn này. À, đi chiến đấu cho các bạn xem cho vui thì không thể nào mà để thua được. Cỡ nào cũng phải dùng tiền, dùng game vô để chúng ta có thể vượt qua được cái khó khăn, căng não mới được. Đấy, nữ thần Ruby đang chiến đấu với anh bạn Sói Ca. À, vì sao đặt tên là Sói Ca? Vì anh ấy cầm cái ca, anh ấy sói, người lời gọi đặt là Sói Ca nha các bạn. Thì hai anh này cũng rất là đau thiệt. Đó, bây giờ chúng ta đến với quả banh. 41k không có thua kém như mấy con Heroic cả. Thua 20.000 máu thôi chứ không có thua gì nhiều cả. Mental bạc bạc. Ơ cái gì vậy, có hai cái vậy? Có hơi cái rồi các bạn à. Quánh như vậy làm sao mà chịu đựng nổi đây. Cái này nó không có vui rồi. Chúng ta dường như đang bị gài cho một cái tình huống khá là khó thở. Cho con Pikachu này ra phóng điện thử nha. Đó, nó dò nguyên một cái cục trà bá lửa vô người con rồng bốn đầu luôn. Nhưng mà chú ấy vẫn còn rất là kiên cường. Rất là kiên cường luôn. Không ngại gọi là phong ba bão táp, chú ấy vẫn đứng sừng sững nơi đây luôn. Kales level 35. Lại nữa, lại gặp một cái anh bạn hắc não anh nữa rồi. Đi bụi rồi, con Kales này mạnh quá. Và ồ, nó không cho mình review nhiều luôn. Chắc có lẽ là chúng ta sẽ đi solo với thành viên kênh nha. Đó, đi gẹo những bạn ở trong kênh xem. Wow, và không dừng lại ở đây, chúng ta tiếp tục đi gẹo chọc những cái fan chân chính nào. Để gẹo rồi là Huy Trần xem. Nó vô 78 luôn đúng không nào. Bắt xe nhẹ mấy cái thành viên cho vui. Và mình sẽ đem cái con Dragon mới của mình ra mình test luôn. Đẳng cấp Legend thôi mà. Đâu mất tiêu rồi ta, level 16 ấy. Từ từ. Đây rồi. Pikachu. Nana. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau solo với các bạn Huy Trần này xem ai sẽ là người giành chiến thắng nào. Wow, bắt gặp một thành viên rất là ghê gớm luôn các bạn à, có 3 con. Rất là ghê gớm luôn. Và giờ chúng ta đi gom ghế, chúng ta gõ nè. Mày hạ bự 47 luôn, các bạn rất là hổ báo luôn. Xem hốt anh kìa. Bị cái chu này ra phóng điện chơi cho vui coi nào. Thi triển khả năng gọi là điện giật của mình. Đó, giật một phát không tắt các bạn à. Bị cái chu này đem nó đi ra đánh toàn thua. Không, chả biết nó làm ăn cái gì mà kỳ thế. Rồi, em thứ hai đến từ tên bạn đang lao ra. Chúng ta vẫn phải nhờ đến phù thủy áo đen để có thể gọi là giải quyết được cái vấn đề nan giải này. Anh đẩy luôn nha, cho nó về dùng bình yên luôn. Nhớ không lầm là cái con này nó hốt anh một cái lượng máu sẽ khá khá đây. Một em không thể nào cầm cự với ba đứa được, mặc dù chúng ta level 35 nhưng mà tên bạn nó đông quá đông. Đành phải nhờ tới kinh công thôi. Oh my god. Victory nhẹ nhàng. Được 31.000 kinh nghiệm luôn. Là khi mà đi solo với thành viên level cao cao là điểm kinh nghiệm chúng ta nhảy lên dưới tốc độ bàn thờ luôn ấy. Để hai anh tay xem coi. Quả banh thép của anh à, rất là ghê gớm luôn rồi. Nó lên top nó nằm luôn. Con đẳng cấp Legend Pikachu mới đó rồi, giác sát nó ra xem. Đây Pikachu. À bé này sẽ là tình yêu ha ha, là ông già đó, ông già đi, máu ông già trâu hơn cái con tình yêu này. À bây giờ chúng ta đi gẹo chọc cái tem đầu tiên này xem như thế nào.
Và hình như là mình được 1.000 điểm ấy, 1.000 điểm, nhưng mà điểm hàng banh đấy các bạn à. Và hình như là nhớ là 500 con cún đó, con chung la đó, là các bạn sẽ nhận được một con đẳng cấp legend khá là đẹp và mẫm mỉm. Ready gì Ronay à, Rosay chặt hoa. Ok, vượt qua nhẹ nhàng coi nào. Rồi 3.000 mấy đúng không? Mới có giờ này thôi mà mắt mở hết lên rồi cả nhà. Giật lên 1, 2. Trời ơi sao giờ có 2 vậy. Ê chết rồi, quên đem con Pikachu ra. Giờ này HNT rồi là làm video nhiều quá cho nên mắt mở muốn hết lên luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với sự hổ báo tiếp theo. 3 con Dragon đẳng cấp Legend luôn cả nhà. Toàn là hàng siêu VIP không, con này 1 sao luôn, trong khi chúng ta thôi chúng ta 2 sao nè. 2 sao nữa, em mới có 1 sao em sang chảnh với anh ở Chulet. Level 30, ồ nó được down với anh, thôi nhịn nó đi. Mấy con mà nó down với anh là anh phải nhịn nó, chứ anh mà hổ báo rồi nó dập anh bấy luôn á. Với một cái chì thì cái chì sắc rất là ghê gớm thì anh ấy dường như rất là kinh khủng luôn. Anh ấy quánh không cần phải suy nghĩ luôn. Ây da, vì như anh ấy đã dứt điểm mất ông già luôn. Ôi trận đại chiến đang diễn ra cái phần kịch tính rồi. Dường như là sát thương của Pikachu không đủ. Ở sao kỳ vậy ta, anh thấy cái đội hình mình mạnh ghê gớm lắm mà sao đưa vô rớt vô cái con này nó quýnh bấy hết luôn á. Chulet này level 30 mà nó quýnh ghê vậy. Anh cũng có nó luôn nhưng mà anh không có nâng nó lên cao, không có luyện nó luôn nữa, là dồn hết để mà vành để lấy có duy nhất được mình em ấy đấy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của tình yêu nhỏ bé và Long Vương và kể cả một cái em nữa người ta gọi là Chiến Binh Thép. Và lần này chắc phải mở cái khiên lên đây, cái khiên đầy quyền lực của HNT. Action, trận này mong là sẽ win. Không ngờ là nó đập 3 con, 2 con mạnh chứ, 2 con mạnh và một cái con mới của mình bấy luôn á. Ấy tiếp tục vậy nè. Sao nó quýnh gì ghê vậy ta. Sevening con khỉ này nó mát chữ A cộng và level 30. Giờ rút ra được một cái kinh nghiệm là không biết là mạnh hay yếu như thế nào, nhưng mà đẳng cấp legend mà nó có khoảng sao hay là level nó cao mát chữ A là nó rất là mạnh luôn á. Và chúng ta không nên giỡn với những cái con này, giỡn cái nó sẽ quýnh anh bay luôn. 21 rồi, một pha gẹo nhẹ của rồng đá mà anh cũng gẹo nhẹ lại nó luôn. Hên quá, trận này 3 con không chết con nào. Các bạn xem video đừng quên bấm subscribe kênh HNT Channel nha. Nhớ mở thông báo lên khi HNT ra video hay livestream, các bạn sẽ được nhận thông báo và chơi với anh cho vui. Và hôm nay HNT đang bắt gặp một cái con Dragon mới các bạn, là level 40 luôn. Thôi, ui, lần đầu tiên trong lịch sử HNT bắt gặp được cái em này. Đây, đẳng cấp Legend. Con này có cách nào like nó ra hay là bạn nào có không chỉ anh với. Sao nhìn nó đặc biệt phết luôn ấy. Rất là đặc cái màu biệt. Wow, chúng ta sẽ vô chiêm ngưỡng nhan sắc cũng như vẻ đẹp của con Dragon này nha. Ô la la, ra nào. Ôi không ra luôn. Cậu này có cái con này nữa à. Lại là một con Dragon đẹp nữa. Toàn là siêu phẩm không vậy. Và để nhìn thấy được cái em này là chúng ta phải vượt qua cái con level 40 này chúng ta mới có thể nhìn được. Mà vượt qua cái con level 40 này là cũng phải trầy da tróc giải với nó, là ba con của chúng ta đều bị ép hết. Thất thương quyền 17.000, trong khi tên bạn nó phun cùng nước miếng là 16k. Tắt thở. Cố gắng cầm cự với tài kiêu điện xem. 21.
35. Ôi nó đam đúng thốn luôn cả nhà ơi. Và chúng ta chắc một điều rằng mình sẽ nhìn được cái con này. Wow, con này có thiệt không vậy các bạn? Ô nhìn nó đẹp phết luôn và chúng ta dường như là rất là kết nó. Mặc dù là đam của anh rất là ghê nhưng mà nó còn lại đúng 325 giọt. Không vượt qua nổi cái thử thách này rồi. Khó khăn kinh khủng. Ba con nó phải ra đi, tem bạn chỉ còn lại một xíu mà vẫn không vượt qua được. Anh phải cái con thỏi vàng hơn. Đây, thần tài. Level 40 luôn, thôi nhịn đi, mấy con này nó ghê gớm quá, anh gồm ghế anh quýnh được. Gồm ghế quất nó bị nó quất lại luôn á. Wow, 4 sao. Thôi nhịn luôn. Oh my god, 5 sao luôn rồi các bạn ơi. Sốt. 5 sao vàng đẳng cấp VR và chúng ta vào để tranh giành gọi là cái ngôi vị quán quân đến với tem bạn. Ôi level 40 sao vi và em này nó một sao vàng luôn ấy. Nó quýnh xong chạy. Ui, cao thủ quýnh xong chạy đây rồi. Tôi cũng có cái chiều quýnh xong chạy đó nha man. Xúc man luôn. Chạy. Yeah. Trời ơi, mang thằng hết máu ra nó quýnh chết làm sao. Trời ơi, nó kêu lôi cái con kia, nó không lôi đi lôi cái con. Hắc não anh quá. Rồi xong luôn rồi, sát cái mà định rồi. Việt Nam ơi, cố lên Việt Nam. Việt Nam không cố nổi rồi. Cố lên Halliwell level 27. Ủa? Con này hồi nãy thấy nó chạy vô luôn, xong nó chạy vô chứ nó chưa có chết. Ok, và chúng ta ba trận thua liên tiếp, không còn rồng để đánh luôn các bạn ạ. Quá cay đắng. Ok, và các bạn xem video cho HNT một like ủng hộ nha. Còn ai chưa đăng ký kênh HNT Channel cho subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.